Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy, nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em lại không thích người ở dơ. Thế em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Năm ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Bin. Em Phan gì? Phan Viết Bin. Phan hết Bin. Viết cho Bin, thí dụ như là Bin Thùy á. À, Bin á hả? À. Bao nhiêu tuổi Bin? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn, Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Tao hỏi nhiêu tuổi em trả lời gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Em làm nghề gì? Em lái máy cẩu nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi buổi bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lấy chở người. Mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp, tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay làm gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Phụ rồi bây giờ mình tham khảo anh mà. Bên đây coi sao, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Từ mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thì em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy, nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi, nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45? 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó thì trời cho làm sao thì... Trời nào mà cho, đây ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra? Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? Dạ, em rất là thích nấu ăn, nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết đó, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi, em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi, chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong rồi ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. Thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ, chuẩn bạn trai của em là cao hơn em. Tại vì em cao 1m67 đó anh. Cao hơn em. Nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Thôi. Còn gì nữa không?
thói cũng được, nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi, hói không? Không có hói. Tóc thì để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ờ, tóc màu đen lạ mà. Chứ coi coi có hói không, ngụy trang hay là? Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu sòm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng nay cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xát. Nói chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha anh. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được. Biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi. Rồi làm sao không mượn thì làm sao? Chắc vừa xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được? Ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Anh hiểu á. Để bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vô vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, bây giờ không cho ai mượn tiền, yêu yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Ờ, thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài, tao không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều lắm. Gì, ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Sáng rồi mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Ý cái đầu là... xuống gội thôi còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Thì nó thúi chứ sao? Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài, bên này gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi. Gì nữa? Em chơi thể thao, có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi thôi. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok. Nhưng vấn đề chỗ mà... Ở dơ là tao không chịu rồi đó. Ở ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ thơm tho vậy, mình cái không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt. Nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm đó. Anh hỏi lo nè. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm là khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao vậy? Ai biết. Tùy anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Vin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Dạ, chào dì. Dì nhìn thấy, nhìn cái anh ở tấm đầu không tấm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó. Còn tấm đầu tấm mình thì cái đó như nó đùa thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó dì. Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái hay chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là chung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam chung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Yeah. Còn em nhìn bên Bin thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chút không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Dạ, chào, cảm ơn anh.
Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9 trên 10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn. Về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hơn xui. Mong là hơn nhiều hơn xui. Rồi còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Ủa là sao? Chị không hiểu à? Hả? Hát một mình thì em hát không được. Mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta. Nên em không bao giờ em hát. Dạ em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi. Coi như mọi người xung quanh không, em tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Thì như... em làm gì em làm đi. Em muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, ít nhất là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi. Đó là nhắn nhủ bao nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào, để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Đâu có gì đâu khó. Lâu nhiều quá anh ơi. Đó. 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 Nói chi cho nhiều. Nãy giờ mới thấy những cái mạnh mẽ. Bộ đội mà. Gửi tặng hai bạn. Nói là làm liền. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Kỳ quá à. Hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à. Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Em ơi, anh là một người đàn ông thật là chững men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Ai kia là ai? Tôi nhớ. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Nhà cưng. Bây giờ trời thì mình giới thiệu về mình đi em trai. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình... thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Giọng Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa xa ha. Dạ. Rồi, đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người, thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ răng chưa? À, dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt tay cái thọc cái. Trời tội nghiệp mẹ quá. Có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cục 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 cục
xong em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm, cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn, tại vì quên bật nút, chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi, khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, à là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Gặp nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em lo đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa, cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, rất mắc em lầm ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Được có 2 chai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bển có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em càng cao đơn giản càng tốt. Em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Để 68, 64 được rồi. Sắp chết. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có hả? Càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, tùy má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hỏi ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á. Càm ràm là đàn ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng khang tiếng, rảnh nằm ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa ta ăn cơm xong ta buồn ngủ, ta leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ vớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều phải càm ràm thì chứ. Qua chỗ khác ngủ để ta mệt ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó. Hỏi là tự nhiên sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà.
Đàn ông mà tính đàn bà. Tánh em sao nè? Dạ em tính là người đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi đâu biết. Ai kia là ai? Tôi nhớ. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ để, okay. để mợ okay. nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích rồi đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được. Câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý rồi đấy. Đồng ý. Mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiền Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Mà sẽ anh được nắm tay em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng. Tặng cho em đến địa vị khán giả. Rối dạ. nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có hát muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy, biết một số cái bài massage. Rồi mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hình chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ đó. Vậy thôi đó hả? Được không? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã. Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi. Không sao em ơi. Một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một phép gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Cái không đâu mà, tối em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu. Cũng biết cách quan tâm đến mọi người. Như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối. Nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu là lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp?
Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi thấy anh nuôi chưa? Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Phương Hương ôm thử có đúng cái size của em không? em hay ôm sao nha. Đúng sai không? Làm gì Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy đâu. Chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, yeah, con xin cầu mợ cho con hôn với Hương cái. Hai. Em cho nó hôn cái. Giờ con yêu nhau không cho nó cũng tới đó cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bốc 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hãy nắm tay nhau, hãy đưa nhau đi cùng trời cuối đất. Trời nó không buông tay luôn, thấy không? Không có buông, không thèm dòm tới mình luôn. Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bình gái cùng nghe nha. Thì lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. À, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi. Đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. À, dạ. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đương phương người khác thôi.
Chưa. Yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? À không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn, đó là 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm dứt. Bất đồng quan điểm đó ha. Thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào anh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Một bạn trai của em thì cao hơn em. Tại vì hiện tại là em 1m65 rồi. 65 thì... hả? Rồi, em muốn 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn 1m7. Đó, và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ, và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Thằng để tôi qua tôi em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoặc bắt năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí. Tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Ước gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình. Tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều thôi vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? Điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Rồi, chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi, thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi, đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ, con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh. Làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là chị hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành,
Hằng cũng rất quý trọng điều đó, tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đó, vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ, đây thật ra mà tụi con như anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu vào những cái gì em mới chia sẻ. Thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi thôi mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em cảm thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Ờ, xinh quá, cảm ơn anh Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. À, cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Em cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. À, anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á. Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em? Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới tới. Thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh bên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc là xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Bây giờ anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cứu em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi Hằng nó sợ, nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc cho anh. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài chị. Ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trời nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rời, đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hết.
Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở ngày ở trường quay này ngày hôm nay, bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT á, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị, để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he. Từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc. Bảo vệ lẫn nhau. Trời ơi, nhìn hai đứa nó hạnh phúc mà mình rất là hạnh phúc luôn. Như vậy là chúng ta sẽ theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay. Rồi tiền em thiếu anh thì em tính sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em muốn từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ dụ không có tiền là sao? Con em hỏi lỡ đi. Em không có tiền, giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh, trừ tiền. Vậy ha. Đặt thẳng vấn đề luôn. Dạ. Rồi với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi. Rồi nợ dai đâu cả trời. Xin mời nhà gái. Trời mời ơi, bạn trai. Cái này anh Linh thích lắm nè cưng. Rồi anh chào anh. Rồi chào em. Anh tặng anh với chị Hồng Vân vỏ trái cây. Trời ơi. Trời ơi thích thật. Cảm ơn em. Cái này đó hả? Thích dạ. Thật. Rồi chúc anh gửi cho chị Hồng Vân hai trái còn nhiêu anh lấy hết. Nói nghe nè, rồi em giới thiệu về bản thân coi nào. À dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và anh bên kia Tường Hoa ạ. Kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Linh, hiện tại em đang công tác và làm việc tại Cần Thơ. Em là người gốc Cà Mau ạ. Công việc của em hiện tại là giáo viên dạy múa ạ. Mình dạy là mầm non hay là trung dạ, học hay em là... dạy cao đẳng ạ. Em dạy cho các bạn học sinh lớn, học trung cấp ạ. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn gái bên kia. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả. Tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1982. Nghề nghiệp kinh doanh là cũng ở Cần Thơ luôn. Dạ. Là kinh doanh về gì? Dạ em cho thuê nhà trọ với cho thuê xe Honda. Rồi xong luôn. Vậy bữa nào xuống em cho anh mượn nha. Cho mượn miễn phí. Cảm ơn em. Bữa trước em có coi anh đóng cái phim gì mà lúc đó đẹp trai lắm anh. Tóc đóng thợ sửa cơ khí đó. Lúc trước đẹp trai hả? Còn lúc này sao? Còn lúc này sao? Lúc này cũng phong độ. À được. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ em điểm mạnh điểm yếu. Dạ vâng ạ. Dạ điểm mạnh điểm yếu của em là em yêu thích nghệ thuật. Em chuyên về nghệ thuật là nhiều ạ. Em có thể nấu ăn, yêu thích con nít. Còn điểm yếu của em thì em hơi là nóng tính, ít nói hả chị? Của em múa gì? Múa đương đại hay là múa? Dạ em là giáo viên dạy múa dân gian ạ. Múa dân gian dân tộc. Em trai, em dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào nói cho đàn gái biết đi. Dạ ưu điểm em thì nấu ăn ngon, thể thao, không có hút thuốc, không có ăn nhậu, chỉ lo làm
Rồi em sao, tình duyên sao, được mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình không chính thức ạ. Chia tay mối tình thứ nhì bao lâu rồi? Dạ cũng chắc cũng khoảng được gần nửa năm ạ. Còn đàn trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng hai mối tình, năm 27 tuổi mới biết yêu anh. 27 biết yêu dạ, hả? Hồi đó em nhát lắm. Dạ, quen nhau được một năm mà chia tay. Mối tình thứ hai thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Lý do chia tay là gì em? Dạ mối tình đầu là do người đó ham tiền quá dơi. Mà lúc đó thì em cũng khó khăn đó. Mối tình thứ hai do ghen bóng ghen gió, với lại là lập trường không có vững đó, rồi cũng chia tay. Dạ em làm nghệ thuật thì em có kén chọn cái người bạn đời của mình không? Anh ấy phải là cầu tiến, biết làm ăn chẳng hạn. Nếu mà không được công việc nhà nước như em á, thì cũng phải biết làm ăn, biết tự lập. Thương yêu, kính trên nhường dưới. Bên đó là dư luôn rồi đó. Dạ. Còn ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình á, em có hói một chút cũng không sao. Hói một chút cũng dạ. Sao phải không? Cái này được đó nha. Châm chế được. Hói nhiều. Nhưng mà anh ấy phải cao hơn em một cái đầu, lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng ạ. Ồ, em cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m6. Anh ấy cao nhiêu vậy anh ấy cao ơi? Cao 1m6. Dạ, cao 1m78 chưa? Wow, rồi dương cái đầu rưỡi rồi em ơi. Trời, ngon lành. Ừ, ngon lành liền. Dạ. Được rồi, tôi qua tôi coi đàn gái sao mà... Em chào anh. Dễ thương ha. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Những điều gì mà em không thích nhất ở đàn ông em gái? Thiếu rõ ràng trong cách cư xử giữa người với người, hoặc là trong chuyện tình cảm. Anh là anh, em là em. Dạ đúng. Em gái mưa là em gái mưa. Dạ không hề, không thể, em không chấp nhận em gái mưa gái luôn. Gái mưa với mây cái gì? Mưa, em gái mưa lâm râm được không? Dạ không luôn. Quan điểm của em là không có mưa gió, không có cái gì hết trơn, không có mưa gió gì cả. Mệt mỏi, ừ. Biết đâu có em dạ, gái chị. Xong. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Em ơi, dạ. Thằng trai hơi bị ghê đó nha. Chị nói em biết trước vậy đó. Chị thấy vỏ trái cây là chị thấy lời rồi. Em không thích người phụ nữ ở cái điều gì? Dạ, em không thích là ăn chơi với lăng nhăng. Có ăn chơi không? Dạ không. Có lăng nhăng không? Dạ càng không. Dễ gì, tại vì bên đây người ta đã không chịu em gái mưa là biết người ta không bao giờ có dạ. Ăn trai mưa rồi. Rồi. Có bộ ok đó. Hỏi người thân đi bạn. Tu chí làm ăn nè, đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ em ạ. Chị họ. Chị... Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào bên nhà trai và tất cả các bạn khán giả. Em là Bảo Ngọc, chị họ của Thảo Linh. Thì em thấy là cái anh bên đây về ngoại hình tướng tá, ngon lành, tính tình thì thật thà. Đặc biệt là anh thì chuẩn bị trái cây, còn bên đây thì bánh là rất là hợp với nhau, có bánh và có trái. Em với Linh chơi chung với nhau từ nhỏ, thì Thảo Linh thuộc thoại là người phụ nữ rất là hiếm có thời buổi này á. Dù là làm nghệ thuật nhưng mà lại rất là giản dị và ra đường thì không có biết tha son chét phấn gì trơn á. Nấu ăn ngon và giỏi việc nhà, gọn gàng, ngăn nắp lắm nên anh yên tâm. Bạn đi với ai? Dạ em đi với em. Dạ lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, với tất cả mọi tổ chức và bên đàn gái và ảnh. Tính anh Nam là người tốt, cực kỳ giỏi việc nấu ăn và việc nhà, kinh doanh rất là giỏi. Thì cho em xin nói về bạn gái bên này. Nói với anh Nam là em thì đối với em thì được. Anh cứ mở nắp lộng mở cái màn ra xem đi. Nếu mà được thì mình thử cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dạ, Nam có làm nghệ thuật không em? Dạ có anh. Nó ngày làm xưa gì? Cũng anh cũng có đi đóng phim á. Trời ơi. Đóng mấy vai phụ không anh? Đóng phim rồi đó hả? Dạ. Đóng phim gì? Phim Vượt Qua Nỗi Đau với Dốc Sinh Tồn. Dữ vậy hả? Đóng vai gì? Vai Sáu Đen. Vai Sáu Đen. Đó. Vai Thợ Mộc, vai báo nữa. Chút mở rào ra em diễn đại ca Sáu Đen cho bên gái coi. Dạ em thích diễn tình cảm hơn anh ơi. Thì bên kia múa, bên đây đóng phim. Trời ơi ngon lành. Tôi mở rào liền đi ha. Rồi. Tặng quà. Trời. Dạ em chào anh ạ. Anh không nhắc là em quên. Không nhắc quên nữa. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em quà gì, quà gì nói cho bạn gái biết đi em. Là mỹ phẩm. Là bánh này là do tụi ta em làm. Rồi cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ thì rất là ổn định ạ. Về ngoài cũng ưa nhìn, dễ thương. Còn anh nhìn em là như thế nào? Thấy em cũng hiền, dễ thương. Dạ em cảm ơn. À em có một câu hỏi như thế này. Nếu mà em không được như người chị họ của em, tại vì chị họ của em yêu thương em thì nói là như vậy, mà em không được như vậy thì anh có thất vọng không? Cũng không thất vọng gì.
bây giờ nè. Bạn này chắc cũng không có mạnh tay mạnh chân được đâu. Yếu quá. Dạ. Mình phải mạnh mẽ luôn, đóng vai đại ca sao? Giờ anh thử một đoạn nha. Quýnh lộn bị người ta quýnh không? Không, bây giờ thử diễn đại ca nè, bước tới nè. Nói cho cô biết nha. Cô mà không trả chiều nay, trả tiền cho tôi đó. Trả tiền hủi cho tôi đó. Nhốt cô nhiều nhà nghỉ đó. Coi như anh đạo diễn nè. Chuẩn bị, máy quay, bắt đầu. Rồi tiền em thiếu anh rồi em tính làm sao? Dạ từ từ em trả được không anh? Từ từ là bao lâu? Thì anh biết từ từ là từ từ rồi đó. Em hẹn là bây giờ 5 ngày 10 ngày vậy đi, rồi tới đó thì tính tiếp. Thôi em biết từ từ à. Từ từ anh bỏ cho em nấu cháo cho Nhự bây giờ. Bây giờ tỷ Nhự không có tiền rồi sao? Con em hỏi lỡ em không có tiền giờ em muốn từ từ để kiếm. Không có tiền á thì về nhà giúp việc nhà cho anh trừ tiền. Vậy ha, đặt hẳn vấn đề luôn. Dạ rồi, với anh về nha. Rồi với anh về nha. Trời ơi, rồi nợ ai đâu cả trời. Bác làm trừ tiền được à? Em múa một đoạn nào đó. Đúng rồi. Dạ. Giới thiệu bạn trai biết tài năng của mình. Dạ vâng, em cũng muốn xin tặng chương trình cũng như anh chị MC và bạn nam một điệu múa nhẹ nhàng về quê hương ạ. Bé giống Hạnh Thúy. Em xin cảm ơn ạ. Rồi kế hoạch sao, sinh con sao? Dạ em thích một trai một gái chị. Em là cực kỳ thương con nít luôn. Ở sớm anh cũng thích con nít lắm, hay dạ. Chơi với đứa nít. Buổi tối thì em cũng có dạy thêm, nhưng dạy full tuần luôn. Dạ. Nếu thí dụ như hẹn hò thì anh có chờ được không? Chờ lần tháng gặp nhau mấy lần. Kiểu như là cũng có giờ, kiểu như buổi tối thì em dạy từ 6 giờ đến 7 rưỡi. Thì sau đó thì vẫn có thể hẹn hò. Giờ đó thì cũng rảnh. Dạ. Anh có muốn hỏi gì thêm em không? Được em. Được. Để tao đút bấm. Chuẩn bị sẵn sàng sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Anh xin lỗi. Dạ không sao ạ. Tại sao em lại không bấm? Dạ em thấy chưa có rung động. Đã, chương trình đã nói rồi, phải rung động mới bấm, còn không rung động hãy nhường cơ hội cho người khác. Cảm ơn em đã tham gia chương trình, mong rằng hai đứa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ. Muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là? Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình. Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa. Em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên soát vé? À, rạp chiếu phim vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng bây giờ hai người ở hai nơi kìa.
cái chung chút xíu người ta sẽ tính cái chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì sao em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ? Muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Trời ơi hay vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em đi bạn gái. Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn. Thật cắn đau lắm. Thường là em cắn ai đó giờ? Cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhay á, cứ cắn hoài vậy á nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó là cái đó là điểm yếu đó rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà. Nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập, em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ hạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình rồi anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, hả? Dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm, tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc các chị. Nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mới cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích? Bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn, khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn. Thích cô ấy tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không hô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự, bự chảng luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ, chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Không, cũng giống anh Linh, cũng chưa, nghe là mới cái vùng ven thôi. Vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng mà. Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao mấy 67 chị. Mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Trưởng phòng. Này chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng
lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô là đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày về với vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên, bà có ghen không? Ở ghen xa vậy đâu có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. À, cảm ơn chị. Được. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai thì ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái rồi sao? Ta đẹp nó có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp ăn hiếp quyền lại chết em. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha. Đẹp trai lắm à. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Tên lên thăm ảnh thì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Có chứ, bữa giờ em về đây về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì chứ, sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm á là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định, em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, bản lĩnh. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Thôi bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên, được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Cảm ơn bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. Anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7, từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy em đi đánh tennis, bạn gái gọi em không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản, thứ bảy đi đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy. Mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. Thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ 9 giờ em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng thay đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không, nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi, bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu theo em? Khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình đó, nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á,
thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. Cảm ơn em. Và đó rất là tuyệt vời. Rồi, thôi. Bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác. Cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này trước mặt tất cả người thân, bạn bè của bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nha. Dạ. Dễ thương, cặp đôi này rất là dễ thương. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Rồi, cảm ơn anh chị.